Chào các em, chúng ta sẽ làm bài 4 là rút gọn phân số. Chúng ta sẽ chữa các bài tập, phần bài tập bài 15, 16, 17, 18, 19, trang 15. Trong sách giáo khoa. Bài 15, sách giáo khoa trang 15. Rút gọn các phân số sau. Ý A 22 phần 55. Để rút gọn được phân số này, ta sẽ chia cả tử và mẫu cho một số, đúng không? Mà ta thấy 22 bằng 11 nhân 2, 55 bằng 11 nhân 5. Như vậy thì ước chung lớn nhất của nó là đây là 11, đúng không? Vậy ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 11. Sẽ bằng 22 chia cho 11 trên 55 chia cho 11 và sẽ bằng 22 chia 11 được 2, 55 chia 11 được 5. Ý B âm 63 phần 81. Số 3 sẽ bằng 9 x 7. 81 thì sẽ bằng 9 x 9. Như vậy, ước chung lớn nhất ở đây là 9. Vậy ta sẽ chia cả tử và mẫu của phân số này cho 9. Sẽ bằng 63. Âm 63 đấy. Thế ta chú ý nhé, vẫn để âm 63. Chia cho 9. Dưới mẫu là 81 chia 9. Sẽ bằng 63 chia 9 được 7. Vậy là bằng âm 7. Trên 81 chia 9 được 9. Chúng ta thấy là khi chúng ta rút gọn thì chúng ta sẽ phải rút gọn về phân số tối giản. Có nghĩa là phân số không thể rút gọn được nữa. Ý C 20 phần âm 140 sẽ bằng 20 nhân với 7 sẽ bằng 140, đúng không? Vậy thì âm 140 sẽ bằng 20 nhân âm 7 hoặc âm 20 nhân 7, đúng không? Vậy ta sẽ chia cả tử và mẫu của cái phân số này cho 20. Sẽ bằng 20 chia cho 20 trên âm 140 chia cho 20. Và sẽ bằng 20 chia 20 được 1. Rồi mẫu 140 chia cho 20 được 7. Và đây là âm, cho nên ta điền dấu âm vào đây. Ta có thể để nguyên này hoặc là ta sẽ đưa cái dấu âm này lên trên tử. Thì ta sẽ nhân cả tử và mẫu với âm 1. Vậy ta sẽ có được là âm 1 phần 7. Ý C, ý D âm 25 phần âm 75 sẽ bằng, ta thấy 25 nhân 3 sẽ bằng 75. Như vậy ta chia cả tử và mẫu cho 25. Ta thấy cả tử và mẫu đều có dấu âm, vậy ta sẽ chia cho âm 25 luôn. Ta lấy âm 25 chia cho âm 25. Dưới mẫu âm 75 chia cho âm 25. 25 chia 25, âm 25 chia âm 25 bằng 1. Âm chia âm thì được dương, sẽ bằng 1. Âm 75 chia 25, 15 chia 25 được 3. Như vậy là âm chia âm sẽ bằng dương, vậy sẽ bằng 3 và bằng 1 phần 3. Ta sẽ làm tiếp theo bài 16. Trang 15. Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc, trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ và 12 răng hàm.
Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng? Viết dưới dạng phân số tối giản. Tổng số là có 32 trước. Trong đó răng cửa là 8 trước, răng nanh là 4 trước. Đúng không? Đây, đường này. Răng cối lần 8 trước, răng hàm 12 trước. Mỗi loại sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm? Ta sẽ có. Đầu tiên là răng cửa. Răng cửa có 8 răng cửa. Vậy răng cửa sẽ chiếm là 8. Trên này là tổng số, ở cái mẫu này chính là tổng số răng. Trên cái tổng số răng là 32 trước, tất cả có 32 trước trên 32. Và phân số này chưa viết thành phân số tối giản, vậy chúng ta sẽ đưa nó về phân số tối giản. Bởi vì bài toán đã yêu cầu là viết dưới dạng phân số tối giản. Vậy thì ta sẽ rút gọn cái phân số này về phân số tối giản sẽ bằng 32 chia 8 được 4. Vậy trước cả tử và mẫu cho 8. Và sẽ bằng 1 phần phần 4. Vậy sẽ bằng 1 phần 4 tổng số răng. Vậy thì cửa răng cửa sẽ chiếm 1 phần 4 tổng số răng. Tiếp theo là đến răng răng nanh, có 4 răng nanh. Vậy răng nanh sẽ chiếm là 4 răng nanh, vậy là 4 phần 32 trên tổng số răng là 32 sẽ bằng. Chia cả tử và mẫu cho 4. Vậy được 1 phần 32 chia 4 được 8, 1 phần 8 sẽ bằng 1 phần 8 tổng số răng. Tiếp theo là đến răng cối, có 8 răng cối nhỏ. 8 răng cối nhỏ, vậy thì răng cối nhỏ sẽ chiếm là 8 phần 32. Và ta chia cả tử và mẫu cho 8 sẽ bằng 1 phần 4 tổng số răng. Tiếp theo đến răng hàm, có 12 răng hàm. Vậy thì răng hàm để chiếm, răng hàm là 12, vậy nên sẽ là 12 trên tổng số răng là 32. Ta thấy là 12 chia cho 4, 32 cũng chia cho 4. 12 sẽ bằng 4 x 3, 32 sẽ bằng 4 x 8 đúng không? Ta sẽ chia tử và mẫu cho 4. Vậy sẽ bằng 12 chia 4 được 3. Dưới mẫu 32 chia 4 được 8, vậy bằng 3 phần 8. Bằng 3 phần 8 của tổng số răng. Chúng ta sẽ làm bài 17. Bài 17 là rút gọn. Ta có A. Trên tử là 3 x 5. Dưới mẫu là 8 x 24. Bây giờ ta sẽ phân tích các số này ra thừa số. Ra thừa số, thừa số nguyên tố. Hoặc là ra các thừa số. Đúng không? Trên mẫu này, ta thấy đây là thừa số nguyên tố rồi, không thể phân tích được ra nữa. Thì nó sẽ là 3 x 5. Dưới mẫu 8. Ta vẫn để nguyên. Vì trên này có 3 nên ta sẽ phân tích 24 thành 3 nhân 6 và 3 nhân 8. Vì 3 nhân 8 bằng 24, 3 nhân 8 và sẽ bằng. Ta sẽ chia cả tử và mẫu cho thừa số chung. Ta thấy ở đây có 3, chung là 3 đúng không? Chia tử mẫu cho 3. Vậy thì nó sẽ trên này tử nó còn 5. Dưới mẫu sẽ còn là 8 nhân 8 bằng 64. Tiếp theo chúng ta sẽ làm ý B 2 x 14 trên 7 x 8. Hai ta phải viết là 2. 14 sẽ bằng 7 x 2. Vì ở đây có 7 cho nên ta viết 14 thành 7 x 2 nhân 17 nhân với 2 trên 7
8 này ta sẽ viết bằng 4 nhân 2. Nhưng ở đây có 2 con 2 đúng không? Vậy ta sẽ viết thành 4 thì ta lại viết thành 2 nhân 2 đúng không? 2 nhân 2 nhân 2. Đấy, và sẽ bằng trên tử 2 2 2 2 đúng không? 2 à 7 và 7. Vậy thì dưới mẫu còn là 2 trên tử không còn, vậy là chính là 1 đúng không? Bằng 1 phần 2. Tiếp theo là ý C. Ba nhân bảy nhân 11 trên 22 nhân 9 sẽ bằng 3 nhân 7 11 nhân với 11. Đây là các thừa số nguyên tố, vậy ta không thể phân tích được ra nữa rồi. 22 ta sẽ viết ở trên tử có 11, vậy 22 ta viết bằng 11 nhân 2. Nhân với 9 ta viết thành 3 nhân 3. Bằng ta để 3 trên tử 3 dưới mẫu, đúng không? Ta chia cả tử vào mẫu cho 3, chia cả tử vào mẫu cho 11. Vậy trên tử sẽ còn là 7. Dưới mẫu sẽ còn là 2 nhân 3 là 6. Ý C. Tám nhân năm trừ tám nhân hai trên 16. Ta thấy tám nhân năm trừ tám nhân hai, ta sẽ viết thành một số nhân với một hiệu. Ta thấy tám là thừa số chung, ta đưa ra ngoài. Nhân với lại trong ngoặc sẽ là năm trừ đi 2. Dưới mẫu 16 trên tử có 8, vậy ta sẽ viết 16 thành 8 nhân 2. Và sẽ có đây ta chia 8 cho 8 đúng không? Tử và mẫu. Chia cả tử và mẫu cho 8. Vậy thì ta sẽ còn trên tử là 5 trừ 2 bằng 3. Dưới mẫu sẽ còn là 2, vậy sẽ bằng 3 phần 2. Nghĩa. 11 nhân 4 trừ đi 11 trên 2 trừ 13 bằng trên tử ta cũng viết thành một số nhân với một hiệu. Ta thấy 11 là thừa số chung, ta đưa 11 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn nhân với trong ngoặc là 4, trừ đi bên này sẽ là bằng 11 nhân 1 sẽ bằng còn là 1 trừ đi 1. Dưới mẫu 2 trừ 11 à 2 trừ 13 chính là bằng âm 11 sẽ bằng, ta chia cả tử với mẫu cho 11 đúng không? Vậy thì sẽ còn là 4 trừ đi 1 là 3. Dưới mẫu sẽ còn là âm 1. Vậy 3 phần âm 1 chính là âm 3. Chúng ta sẽ làm bài 18. Trang 15. Sách giáo khoa. Bài 18 là viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ. Chú ý rút gọn nếu có thể. A là 20 phút, B là 35 phút, C là 90 phút. Có nghĩa là ta phải đổi cái đơn vị phút này ra đơn vị giờ. Ta có là 1 giờ bằng 60 phút. Vậy thì từ phút đổi sang giờ, ta sẽ chia cho 60. Vậy 20 phút sẽ bằng bao nhiêu giờ, ta sẽ chia cho 60. Ta sẽ có ý A là 20 phút sẽ bằng, đổi ra giờ thì ta sẽ chia 60 bằng 20 phần 60 giờ. 20 phần 60 ta sẽ rút gọn đi, chia cả tử và mẫu cho 20 sẽ bằng 1 phần 3 giờ. Ý B. B là 35 phút. Đổi sang giờ, ta lấy 35 chia cho 60. Sẽ bằng, ta lấy 60 chia cho
35 bằng 7 nhân 5. Vậy thì 60 sẽ bằng 12 nhân 5. Vậy ta chia cả tử và mẫu cho 5. Vậy sẽ còn là 7 phần 12. Giờ ý C là 90 phút. Vậy sẽ bằng 90 phần 60 giờ. Sẽ bằng 30 nhân 3. 60 sẽ bằng 30 nhân 2. Vậy ta chia cả tử và mẫu cho 30. Vậy 9 chia 30 bằng 3. 6 chia 30 được 2. Vậy bằng 3 phần 2 giờ. Bài 19. Đổi sang mét vuông, viết dưới dạng phân số tối giản. Ý A, đầu tiên là 25 decimet vuông, 36 decimet vuông, 450 cm vuông, 575 cm vuông. Ta cần nhớ lại. Đơn vị, đây là đơn vị đo diện tích. Ta có mét vuông, rồi đến decimet vuông, rồi đến cm vuông. Vậy giữa hai đơn vị này sẽ hơn kém nhau 100 lần. Vậy thì ta thấy là đơn vị mét là đơn vị lớn nhất. Hai đơn vị này nhỏ hơn. Ở đây hai đơn vị nhỏ. Đổi ra đơn vị lớn. Vậy khi từ đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn, ta sẽ chia. Từ decimet đổi sang mét, ta sẽ chia cho 100. Còn từ cm đổi ra mét vuông. Từ cm vuông đổi ra mét vuông, ta sẽ chia cho 42 lần 100 nhân với nhau này là ta sẽ chia cho 10.000. Vậy thì đổi từ hai cái này ta sẽ chia cho 100. Hai cái này đổi ra mét vuông ta sẽ chia cho 10.000. Vậy ta sẽ làm. Thế sẽ làm bài 19. Đổi ra đơn vị mét vuông. Ta có 25 decimet vuông. Đổi ra mét vuông thì ta sẽ bằng 25 phần 100 mét vuông. Và chia 100 ta sẽ lùi dấu phẩy về bên trái. Hai chữ số vậy sẽ bằng 0,25 mét vuông. Ý tiếp theo là 36 decimet vuông. Xin lỗi. Chỗ này chúng ta viết phân số. Viết dưới dạng phân số tối giản. Lỗi chỗ này. Viết dưới dạng phân số tối giản, ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 25. Thì 25 chia 25 được 1 phần. 100 chia 25 được 4, 1 phần 4 mét vuông. Viết là phân số tối giản. Về phân số chứ không phải số thập phân. Ở đây xin lỗi nhé. Chỗ này ý thứ hai là 36 decimet vuông sẽ bằng 36 phần 100 mét vuông và sẽ bằng, ta sẽ chia cả tử và mẫu cho, ta thấy 36 bằng 4 nhân 9. 100 sẽ bằng 4 nhân 20 là 4 nhân 25. Vậy ta chia cả tử và mẫu cho 4. Vậy trên tử sẽ còn là 36 chia 4 được 9. Dưới mẫu là 25. Phải bằng 9 phần 25 mét vuông. Tiếp theo là 450 cm vuông. Từ cm vuông đổ ra mét vuông ta sẽ chia cho 10.000. Sẽ bằng 450 chia 10.000 mét vuông. Nó sẽ bằng 9 x 5 bằng 45. Vậy sẽ bằng 9 x 50 và 10.000 sẽ bằng 50 nhân với lại 200. Thế sẽ chia cả tử và mẫu cho 50. Vậy trên tử sẽ còn là 9, dưới mẫu sẽ còn là 200.
mét vuông. Ý cuối cùng là 575. Cm vuông bằng 575 trên 10.000. Mười nghìn ta sẽ bằng 575, ta thử chia cho 25. Được à? 2. 50. 57 chứ 50. Được 7. Hạ 5. 75 chia 25 được 3. 3 x 25 bằng 75. 75 chứ 75 bằng 0. Vậy ta sẽ bằng 25 nhân với 23. Và 10.000 sẽ bằng 25. 100 sẽ bằng 25 nhân 4. 1.000 bằng 25 nhân 40. Vậy 10.000 sẽ bằng 25 nhân 400. Vậy ta chia cả tử và mẫu cho 23. À, cho 25. Cho 25. Vậy thì trên tử sẽ còn là 23, dưới mẫu sẽ còn là 400 bằng 23 phần 400. Mét vuông. Video tiếp theo này chúng ta sẽ tìm làm tiếp phần luyện tập trang 15-16 từ bài 20 đến bài 27.